cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời, Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước dưới ánh sáng thành muôi men cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang theo Ngài về muôn lối, đi hoài và đi mãi, răng reo tiếng cười thay than vang. Vì xưa Ngài đã phán, hãy loan cho người thế rằng vui vui mừng lên, ta đã đến. Đến giường người hấp hối, tới bên người mẹ nain, và đi chiều hoàng tim tìm chiên lạc đêm tối, nằm bên anh tôi nhân trên thập giá. Ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời, Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước dưới ánh sáng thành muôi men cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang mùa hồng ơn. Đến cùng người thu thuế, đến đánh cá đón nghe mai kẻ liên kêu ca. Vì xưa Ngài đã phán rằng ai nghèo đau yếu, Ngài kêu cho vào ăn trong tiệc thánh. Cho dù trời mưa gió, cho dù vẫn sớm, ngày mai trong hiền vinh Ngài lại đến. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời, Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới. Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy đến với Chúa đi vào đời, cùng bước dưới ánh sáng thành muôi men cho muôn dân, thành chứng nhân gieo vang mùa hồng ơn.
xin cảm ơn.